thực hư chuyện xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng. Đó rồi mấy cái mánh mùng của Trung Cộng nó làm gì đó, cho nên ba vàng ba chúc mấy mấy ông thầy quốc danh đó đâu có đủ cái lực mà để mà Phật về đó mà nó còn mình phải có chánh kiến cho nhìn là biết mình về thời đại này cả xá lợi cũng vậy, cả đá cẩm thạch Trung Cộng nó cũng nấu ra được. Xá lợi đổ chất thuốc gì vô rồi đổ vô cái xác người đốt ra cũng ra xá lợi, coi cho kỹ. Cho nên mấy cái này mình phải có chánh kiến nha con. Mà bây giờ mà Phật làm những cái hiện tượng như vậy để làm chi? Phật đã xuất hiện rồi, con của cha đã xuất hiện rồi, Đức Thầy cũng đã xuất hiện rồi, sắp nhưng mà chưa có ra mặt trên truyền thông. Những người nào mà trên truyền thông xin là Đức Thầy là người đó là giả đó nha quý vị. Cái Hồ Kiệt chưa bao giờ lên truyền thông nói câu nào. Chỉ có nói chuyện với Kiệt thôi. Còn bây giờ có Phật có ra đi nữa. Thời nay là thời Phật Di Lạc. Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên mấy cộng tóc mà nhảy nhảy coi chừng ha. Để cộng điện để gì 500 gì nhúc nhích. Nhiều mô mẹo lắm.